Rồi ok, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Review Game về cái tựa game danh tướng Paquy. Clip này thì nói chung là vừa sáng ngày anh em ạ, vừa sáng ngày thì cái con ác của bắp của mình đó đã lên được cái level 115, đạt một cái mốc mới cũng như là một cái nâng cấp mới, đó chính là toàn tướng sẽ cộng 12 anh em nhá. Thì clip này thì mình sẽ nâng toàn bộ tướng trong cái đội hình trong ngô của mình lên cộng 12 anh em ạ. Chu Du của mình cũng đã đủ rồi, à mà Chu Du của mình hiện tại mới có 5 con thôi. Mới có 5 con tướng thôi anh em ạ. Và tôn sách của mình ở đây thì nó đang có cộng 6 và còn dư 3 con nữa. Bây giờ mình sẽ đi đổi tướng từ tôn sách sang Chu Du để mà tách Chu Du cộng 6 ra để lấy 3 con nữa cho nó lên cộng 12. Ở đây thì Cam Ninh của mình như đợt clip trước thì mình có làm một cái video đổi tướng Thượng Hương sang Cam Ninh đấy. Thì ở trong túi của mình còn dư ối Cam Linh nữa nên bây giờ mình cho nó cộng 9 lên để mà đổi toàn bộ Cam Linh sang cho Thượng Hương em nhá. Ở trong túi của mình đây thì cũng đã đủ cái số chỉ hoán phù và cái thần chỉ hoán phù để mà đổi hai cái vị tướng cam và đỏ đó. Rồi chúng ta sẽ đi đổi trước, sau đó thì sẽ nâng cấp sau. Đây bây giờ thì sẽ đổi sang Thượng Hương Ngô này. Chúng ta sẽ tốn mất 4 cái chỉ hoán phù, vậy là mất 4k vàng. 4k vàng này. Ok, 4k vàng luôn. Tiếp theo là chúng ta sẽ đổi sang tướng đỏ. Ở đây thì chúng ta có tôn sách cộng 6 và chúng ta sẽ đổi sang Chu Du cộng 6. Tốn mất một cái thần hoán đổi đỏ này. Chơi luôn. Đó, ok, tôn sách thực ra thì tôn sách cũng là một cái vị tướng được rất là nhiều người chơi và ở bên Trung Quốc thì họ rất là chuộng tôn sách. Nhưng mà bây giờ thì thiếu Chu Du thì bây giờ cũng làm sao được em ạ. Buộc phải đổi tôn sách sang cho Chu Du thôi. Còn tôn sách chúng ta sẽ kiếm sau. Với lại cái VIP 2 của mình bây giờ nuôi hai tướng đỏ cũng vất vả phết. Nào là thần binh, nào là hai cái bảo vật đấy, nào là cộng tướng. Rất là lâu, rất là khó để mà nuôi ở cái VIP 2 này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi trùng sinh tướng em nhá. Chúng ta sẽ có Thượng Hương cộng 9 này, tốn mất 50. Vậy là chúng ta tốn mất đâu đó là khoảng tầm đến 6 hay là 7k vàng ấy. Hào phết. Rồi Chu Du chúng ta sẽ tách ra này. Ở đây thì chúng ta sẽ có đến 12 con Thượng Hương. Rồi. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có đến 3 cái con Chu Du. Đấy, 3 con Chu Du em nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào tiến hành nâng cấp luôn. Không biết là cái đột phá đơn còn đủ không. Bây giờ thì mình phải đi nâng cấp này. Tăng cấp trước đã. Tăng cấp cho Chu Du. Ok, một cấp này. Chúng ta sẽ cấp tiếp theo đến từ Trương Hợp. Tiếp theo của chúng ta nó sẽ là Thượng Hương. Cấp tiếp theo là Tiểu Kiều. Và cuối cùng là Bàng Thống. Đột phá những cái vị tướng chính trước, mình sợ là cái đan là mình không còn đấy. Nâng cho Thượng Hương trước đi. Thượng Hương của chúng ta đột phá là sẽ là 10 con. Mất 15k. Ở đây mình đang có 220k. Chắc là đủ đấy. Rồi Thượng Hương của chúng ta đã có cộng 12 này. Tiếp theo của chúng ta sẽ là Chu Du. Ok Chu Du. Chúng ta sẽ nâng tiếp theo đến cái vị tướng Trường Hợp. Vậy còn dư quá nhiều các bạn. Trường Hợp của chúng ta và Tiểu Kiều của mình ở đây rất là nhiều. Tiểu Kiều của mình lây rồi, ok, chúng ta đã cộng 12. Tiểu Kiều tiếp theo của chúng ta này. Chúng ta sẽ tiếp tục nâng lên cho Bảng Thống. Vậy là toàn bộ team chúng ta đã lên được cộng 12 rồi. Cộng lực chiến cũng không có nhiều rồi lắm anh em ạ. Đấy, toàn bộ tướng của chúng ta đã cộng 12. Thượng Hương khi mà chúng ta cộng 12 thì nó có một cái mốc mới mà cũng rất là hon. Rất là xịn luôn. Đây, sát thương kỹ năng 100% gây thiêu đốt này. Theo ở đây có Chu Du của chúng ta. Mình cũng chưa để ý là Chu Du của chúng ta khi mà lên cộng 12 thì nó có cái quần què gì hot hay không. Khi mà bị tướng trong trạng thái thiêu đốt tấn công, miễn hiệu quả giảm lộ và khống chế, choáng, trầm mặc và tê liệt kèm theo. Đấy,
chúng ta sẽ có trường hợp chúng ta cộng 12 thì nó có cái gì hot. Khi mà vô địch thuẫn bị xóa một lần chỉ được xóa trong vòng một lượt. Tiếp theo là chúng ta đến với tiểu kiều 12, em có cái gì hot không nào? Giải trừ hiệu quả khống chế trầm mặc tê liệt choáng cho đồng đội mỗi lượt một người, tối đa 3 người mỗi trận và không thể tự giải trừ cho chính bản thân mình. Tiếp theo là bảng thống của chúng ta. Sau khi mà thi triển kỹ năng thì sát thương tất cả các phe ta tăng 4%, xác suất bạo kích tăng 4% và có thể cộng dồn, duy trì đến khi nào mà chiến đấu kết thúc. Ta sẽ đọc lốt của main xem nào. Đấy, tiếp tục là giải trừ. Thơm kèo phết anh em ơi. Không thể giải trừ cho chính bản thân mình. Vậy là tướng của chúng ta cộng 12 là tối đa rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ có tập trung mà đi nâng sao cho tướng thôi. Đấy, nâng cái sao, 5 cái sao này thì chúng ta sẽ lên một cái mốc sao mới. Sao thần. Gắt phết đây anh em ơi. Đó. Ở đây thì mới chỉ là cộng cho tướng thôi mà chúng ta còn phải đi cường hóa trang bị các thứ nữa. Rồi, chúng ta sẽ cường hóa từng cái trang bị cho tướng một này. Nên một cái lực chiến nó cũng không đâu vào đâu cả. Cũng vậy thôi. Ok. Biết là sau này còn nuôi lỗi tôn sách cộng 12 nữa không. Đấy, toàn bộ các cái trang bị của chúng ta đã được cường hóa. Và bây giờ chúng ta sẽ đi cường hóa cái bảo vật này. Chả biết có đủ để mà cường hóa hết không nữa cơ. Một cấp này. Chúng ta sẽ cấp thứ hai này. Thôi thì vào tối mà nâng cấp thôi. Chứ bây giờ chuyển tướng này mất vả phết này. Cường hóa này. Một cấp. Và cái này là tối đa rồi. Một cấp. Sau đó sẽ là cấp nữa. Cấp tiếp theo này. Tiếp theo hao cực kỳ đấy. Anh em cố gắng là mua được cái gì thì mua, nhưng mà phải cố mua cái nguyên liệu này để mà cường hóa cho bảo vật nhá. Hao cực luôn đấy. Ôi, trường hợp mới có cộng 5 năm này. Hai cấp chết trà yếu lắm anh em ạ. Rồi. Ok, vậy là toàn bộ các bảo vật của chúng ta đã được cộng 57. Ở dưới đây còn nhiều phết để mà dần dần nâng cấp này. Thượng hương của mình thì bây giờ cũng đã lên 1.73 công rồi. Thực chiến là 84 triệu. Và sắp tới thì cũng kiếm thêm một cái ô vân nữa để mà lên cho nó cái bậc 3, cái level 3. Cho nó vật vã anh em ạ. Ngon phết lại lên được khá là nhiều cái điểm. Mình trong túi của mình thì còn đang có đến cũng dư dư. Cũng gần đủ ở nơi rồi. Đấy, ngân mã tiêu đang 58, 64 thì ra thêm một chiếc. À, và bây giờ còn nâng cái thần thú nữa anh em ơi. Thần thú của chúng ta hiện tại thì nó mở thêm cho chúng ta được một cái cẩm nang nữa anh em ạ. Và bây giờ thì cũng phải dành dụng để mà kiếm cái cẩm nang cho tướng. Cẩm nang cho tướng của mình thì nói chung là tất cả các cái tướng hiện tại thì đều sở hữu cái cẩm nang khá là êm. Êm du hình đu luôn. Đây, toàn bộ cái cẩm nang của tướng của mình đây. Nó mới mổ thêm một ô nữa nhưng mà không đủ. Đó. Cẩm nang tướng em à. Toàn bộ cẩm nang khá là xịn sò. Ở cái phần cẩm nang dư thừa của mình đây, hôm qua mình bán thêm 3 chiếc để mà lấy cái cẩm nang mua cái chỉ quán phủ. Nhưng mà mấy cái cẩm nang không dùng đến anh em ạ. Rồi, đó. Toàn bộ cẩm nang tướng của mình ạ. À, bây giờ thì DPV xem là khi mà nó lên cái cộng 12 thì nó sẽ có cái tầm cao mới như thế nào. DPV hiện nay đang là 328 triệu. 328 triệu. Giờ thì cũng chỉ đánh vào trong friend thôi. 328 triệu. 328. 328 đây. Đánh cái phong tứ nương rồi anh em nhá. Đánh thử với cái lực chiến nó đẹp phết này, phải đánh thử xem. Thiên hương hồng nhan. Hỏa thiêu chiến binh.
Thiên hương hồng nhan. Phượng hoàng niết bàn. Thấu cốt tuyệt cấp. Thấu cốt tuyệt cấp. Kiêu cơi đoạn trường. Kiêu cơi đoạn trường. Kiêu cơi đoạn trường. Trì âm. Hỏa thiêu tích bích. Phượng hoàng niết bàn. Thấu cốt tuyệt cấp. Kêu cơ đoạn chưa. Rồi anh em thấy là nó vật vã đến cỡ nào không? Mình khoái là khoái ở cái tiểu kiều, hai con tiểu kiều nó phá không chế cho nhau, rất là sơm, cực kỳ sơm luôn anh em ạ. Và chúng ta có thêm được bảng thống cộng 12, nó mạnh vãi xoài luôn. 328 chúng ta. Chúng ta đánh thêm với một cái 338 đánh thử thế nào. Đánh thử anh em ạ. Chứ mình nghĩ là nó chắc cũng không ăn được. Phượng hoàng niết bàn. Thấu cốt tuyệt cấp. Mộc ngư lưu phả. Kiêu cơ đoạn trường. Long đình cạn quốc. Hỏa thiêu tích bích. Ân trạch thiên hạ. Phượng hoàng niết bàn. Thiên hương hồng nhan. Thiên hương hồng nhan. Hỏa thiêu tích bích. Nhà ảnh độc. Thiên hương hồng nhan. Phượng hoàng niết bàn. Thấu cốt tuyệt cấp. Mộc ngư lưu phả. Kiêu cơ đoạn trường. Long đình cạn quốc. Rồi, ok. Bó tay với newbie anh em ạ. Anh em thấy là team mình nó đánh khổ lắm mới chết được gần hết máu tướng. Mà con newbie nó cứ hồi máu, không thể làm gì được anh em ạ. Chịu với cái con ác này thôi. Đấy, anh em thấy là cái con newbie nó hot pick như thế nào. Một cái tướng hồi máu cực kỳ hot pick hiện tại. Rồi ok, clip của mình cũng phép dừng tại đây thôi. Show cho anh em cái quá trình nâng cấp toàn bộ tướng ở trong cái team con ác cùi bắp của mình lên cộng 12, cũng như là gửi đến anh em hai cái trận đấu PVP, nó cho anh em thấy rõ được cái các cái tướng khi mà lên cộng 12 thì nó thêm sức mạnh như thế nào, nó có những cái gì đó hot không. Anh em xem video thì cũng đã biết rồi. Ok, anh em xem video thì đừng quên để lại cho mình một cái nút like,
cũng luôn đăng ký kênh và ấn cái chuông thông báo để mà không bỏ lỡ bất cứ những cái video mới nhất hay nhất từ kênh Deep Game về rất là nhiều những cái tựa game hay và hot trên thị trường. Xin chào và hẹn lại anh em vào những video tiếp theo.